huấn luyện. Review nhà hàng Tằng Hậu tại Đồ Sơn, bãi biển Đồ Sơn. Gia đình nhà mình đang đi ăn tại nhà hàng Tằng Hậu, rất là đông, view ở bãi biển. Ăn la liệt luôn. Kín hết bàn nhỉ. Như vậy nói phục vụ đây nó phục vụ nhanh dã man nhỉ. Chắc chỉ đến khoảng độ, chắc phải gọi được khoảng độ tầm 3 phút nhỉ. 3 phút lên hết đồ luôn. Vừa gọi ngồi xuống nó đã bắt đầu mang từng món ra một tuần thì. Ví dụ như là món hàu ấy chỉ chắc cái 2 phút nó đã mang hàu sống ra rồi. Xong rồi khoảng độ khoảng độ 5 phút sau nó đã mang nó tiếp tục mang bề ra nhỉ. Công nhận nó phục vụ nhanh. Nhưng mà 650.000 một cân ghẹ, 600.000 một cân bề, nó làm cho mình ấy. Còn cái này là bao nhiêu nhỉ? Sò huyết là bao nhiêu nhỉ? Sò huyết nướng là bao nhiêu nhỉ? 200 hay 300? Giá thì bề có vẻ đắt so với tầm giá. Bề hơi đắt rồi. Bề thực ra bề chỉ tầm 500 là hợp lý. Tôm này là 400. Đây là tôm bé nhỉ? Còn tôm to nó đòi 1 triệu à? Đâu, nó bảo cái tôm này 400, tôm kia 1 triệu đây này. Nói chung là đồ đây ăn cũng được nhỉ? Cũng ổn, nói chung là ổn. Nhưng mà rẻ đi một chút nữa thì ổn hơn.